Thì hai, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với Liên minh huyền thoại. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi không chắc chắn phải là bình rồi. Đó chính là Timo, cái con mà tôi ghét nhất trong trò này luôn. Trên đại cầu thủ mà đánh với cái loại gì trong đó buồn quá. Cái như vậy đi nên nên thường rồi. Game này cập nhật cái gì mà sao nó lắc dữ nè. À quên, con dế này hiệu ứng nó nhiều nên là nó lắc. Bình thường mấy mấy nó bình thường nó không lắc lắm. Okay. Đây là Timo tốc đánh. Timo tốc đánh ngon hơn nhiều so với Timo con AP đấy. Mẹ làm gì này? Chết rồi đi. Series này cũng rồi cuối cùng có thể kết thúc sớm rồi. Ui giời, u kỳ vậy, dễ lắc trời ơi. Sao bạn có thể ulti giống dính thôi. Đeo để có thể nhanh đây cái chặng cuối. Orina trong nhảy gì để máy bạc thôi chứ cái máy đấu nó khác chứ khó hơn nhiều đi. Cái gì đó ok đã xong. Thì video đây đã kết thúc rồi. Tạm biệt mọi người nha.